Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh đang tập trung cho việc chăm sóc đàn lợn, chuẩn bị đủ nguồn thực phẩm cung ứng trong dịp Tết. Tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc, nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh là rất cao. Vì vậy, người chăn nuôi toàn tỉnh cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, chủ động chăn nuôi tốt để không phát sinh dịch bệnh. Cách đây ít ngày, đàn lợn này của gia đình ông Lê Văn Năm ở thôn Bản Trung, xã Bản Qua, huyện Bát Sát đã đổ bệnh. Sau nỗ lực cứu chữa, dù không có con nào bị chết, nhưng vì mắc bệnh nên đàn lợn của gia đình cũng chậm lớn. Một trong nhiều nguyên nhân khiến đàn lợn mắc bệnh là do việc ra vào khu vực chăn nuôi thiếu kiểm soát. Từ nguyên nhân trên, cánh cổng này đã được gia đình ông Năm đóng lại để thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ đàn lợn của gia đình mình. Cách đây khoảng độ hơn một tháng đã nghe thấy rồi. Nói chung là mình vẫn phải phòng bị có như phun khử trùng các kiểu liên tục thôi. Vôi rắc xong rồi thuốc khử trùng. Mình là người chăn nuôi thì dứt khoát là phải sợ thôi. Sợ nó lây về thì trước hết là thiệt hại về kinh tế gia đình và hai nữa là về xã hội. Không chỉ trên các phương tiện truyền thông mà ở tất cả các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc, tỉnh Lào Cai của Việt Nam đang nỗ lực tuyên truyền để người dân chủ động chăm sóc đàn lợn, hạn chế dịch bệnh phát sinh, làm suy giảm khả năng miễn dịch của đàn vật nuôi. Việc khử trùng khu vực chăn nuôi mỗi tuần 2 lần đã giúp gia đình anh Nguyễn Văn Huấn ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng yên tâm hơn khi chăn nuôi lợn ở quy mô lớn. Khi nắm được thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi trên các phương tiện truyền thông, anh Huấn đã chủ động tìm hiểu để phòng bệnh xâm nhiễm vào hơn 100 đầu lợn của gia đình. Khi đến kỳ là đến thú y, bên thú y đến tiêm phòng các loại thì cũng có tham khảo, cũng có nhắc nhở. Mình phải chủ động để phòng tránh, phòng là chính. Vì cái dịch bệnh này lớn từ bên nước ngoài truyền sang. Bản thân như gia đình nhà mình phòng bằng cách nào? Mình cũng chỉ có khử trùng các kiểu, xong rồi mình tránh tiếp xúc những cái bên ngoài nguồn người đi qua lại. Thời điểm này trên tuyến biên giới, việc qua lại thăm thân của cư dân biên giới cần được kiểm soát chặt chẽ. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không cho tặng lợn giống và các sản phẩm qua chế biến từ lợn vào Việt Nam, thì các hộ chăn nuôi cần áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện chăn nuôi khép kín, kiểm soát toàn bộ quá trình chăn nuôi. Đối với người chăn nuôi, cái giai đoạn này thì xác định là phòng bệnh là chính, phòng dịch là chính, tập trung vào nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi bằng cái cách là bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, B-complex. Bên cạnh đó thì một số cái giải pháp quan trọng nữa mà không thể bỏ qua đó là thực hiện việc tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ví dụ như trên đàn lợn chúng ta thực hiện tiêm phòng vaccine dịch tả lợn, vaccine túi trùng lợn. Đối với người chăn nuôi thì cái giai đoạn này để phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi thì đặc biệt là cái công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc. Lào Cai đang tập trung phát triển chăn nuôi lợn nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020. Đàn lợn của từng địa phương sẽ ổn định ở mức 640.000 con, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 4,53% mỗi năm. Để thực hiện mục tiêu này, thì ngành chăn nuôi cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua việc liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Và đây cũng chính là cách hạn chế bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.